Cả nhà, kênh Lâm Phạm Tiền Giang chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Đồng, anh Út và em Nhân quay cưa những cây trong vườn. Thì khu vườn này rộng khoảng 2 mẫu đất, trồng có rất nhiều dừa, ô, sao, bạch đàn. Xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình nha. Thì trước tiên anh Đồng sẽ leo lên cưa cây mộ. Cây mộ này cũng rất là to, lâu năm, nhiều nhánh. Nó hơi bị nghiêng ra ngoài. Dưới là có một cái mương nhỏ. Bây giờ anh Út sẽ hỗ trợ cho anh Đồng nha. Bẻ đầu nó qua luôn rồi. Kìa, cái cưa, đỡ. Có gì đâu, không có gì đâu, lên thôi. Rồi, khoan mở dây ra đùm đi. Mở dây hả? Phóng lẹ lắm. Anh Đồng vua chuột. Mở dây lại nha bộ. Thôi thôi, kém được mà. Dài lắm, nhánh dài lắm đó.
Ah.
nhỏ. Bây giờ kéo nào, bây giờ kéo kéo lại nè, kéo. Có em Hơn theo nữa nha cả nhà. Em Hơn cũng là thợ cưa ở bên cầu Mỹ Thuận. Ah.
gian nhiều cây nên nó nhỏ. Anh Đồng tiếp tục cưa cây mụ kế bên. Cây này có nhánh xà trong nằm trên cái máy to nhà sau của dân nên Đồng phải lên máy á. Ah.
Được không ní? Ah.
chạy.